Xin chào các bạn. Video này mình sẽ quay cận cảnh quá trình đẩy lùi một chiếc A350 để giải thích máy bay đi lùi trên sân bay như thế nào. Hiện tại, nhân viên mặt đất điều khiển xe lai rắt đang chuẩn bị kết nối thanh đẩy vào trục bánh trước của chiếc A350. Trục bánh trước của máy bay có một bộ phận để thanh đẩy có thể ngàm vào. Hiện tại chiếc máy bay vẫn chưa xin lệnh đẩy lùi. Vì vậy tài xế xe lai rắt phải chờ. Hình như phi công còn chưa lên máy bay. Phần lớn máy bay có thể tự đi lùi do động cơ có chế độ thổi ngược. Tuy nhiên, nếu dùng lực đẩy của động cơ để đi lùi ngay ở khu vực đỗ như thế này, có thể làm hư hại các thiết bị khác của sân bay, ví dụ như ống lồng, hay có thể khiến cát bụi hay dị vật bị thổi tung lên, làm hư hại máy bay. Việc sử dụng xe lai rắt để đẩy lùi máy bay là biện pháp an toàn và hiệu quả hơn việc máy bay tự thân vận động. Tổ điều khiển xe lai rắt ít nhất phải có 2 người. Một người lái xe và một thợ máy ở bên ngoài. Thợ máy vừa liên lạc với phi công vừa quan sát đằng sau máy bay. Phải quan sát đảm bảo không có người, xe hoặc chướng ngại vật phía sau máy bay. Người này sẽ đeo tai nghe để liên lạc với phi công. Việc liên lạc sẽ diễn ra trong suốt quá trình đẩy lùi máy bay. Tai nghe thường là loại có dây, kết nối trực tiếp với hộp liên lạc ở phía trên bánh trước máy bay. Đó, anh ta vừa cắm tai nghe vào hộp liên lạc. Người này sẽ yêu cầu phi công nhả phanh hoặc phanh lại, hay thông báo cho phi công quá trình đẩy lùi đã kết thúc. Phi công có thể xin lệnh chạy taxi ra đường băng. Bây giờ nhân viên mặt đất sẽ kết nối thanh đẩy vào trục bánh trước của máy bay. Thanh đẩy đang ngàm chặt vào trục bánh trước của máy bay. Đây là thanh cứng nên xe lai rắt có thể dùng nó để kéo đẩy và cả chỉnh hướng của máy bay. Xe lai rắt đang tiến lên để kết nối với thanh đẩy. Hiện tại các phi công đã lên máy bay. Sau một loạt các khâu chuẩn bị, phi công sẽ liên lạc với đài kiểm soát mặt đất tại sân bay Nội Bài để xin lệnh đẩy lùi. Sau khi chấp thuận, đài mặt đất sẽ liên lạc với tài xế xe lai rắt qua bộ đàm để ra lệnh đẩy lùi. Đài mặt đất sẽ ra lệnh cho tài xế xe lai rắt bằng tiếng Việt, trong khi mọi trao đổi giữa họ và phi công sẽ bằng tiếng Anh. Nhân viên mặt đất đang thu dọn các chướng ngại vật còn lại xung quanh bánh trước máy bay, chuẩn bị cho việc đẩy lùi. Chướng ngại vật đã dọn xong. Bây giờ thợ máy sẽ liên lạc với phi công, yêu cầu phi công nhả phanh tay để quá trình đẩy lùi bắt đầu. Anh chàng thợ máy đã đổi được tai nghe mới và đang quay lại. Bây giờ việc liên lạc với phi công đã diễn ra suôn sẻ. Quá trình đẩy lùi có thể bắt đầu. Chiếc xe lai rắt này chạy bằng dầu, cũng có loại được chạy bằng điện.
Mình tua nhanh đoạn đẩy xe nhá. Đẩy một chiếc máy bay nặng hơn 200 tấn và trị giá hàng trăm triệu đô la không phải là việc có thể làm vội vàng được. Máy bay đã được đẩy đúng vị trí. Thợ máy sẽ liên lạc để yêu cầu phi công hãm phanh tay. Sau đó anh ta sẽ tháo thanh đẩy khỏi xe lai dắt và bánh trước máy bay. Trên thân của thanh đẩy này có ghi rõ loại tàu mà nó có thể đẩy. Sau khi tháo thanh đẩy, thợ máy sẽ liên lạc với phi công lần cuối và rút tai nghe khỏi hộp liên lạc. Anh ta đi một vòng để kiểm tra lại bánh trước máy bay. Đối với các loại tàu bay lớn như 747 hay 777-300ER, hay khi cần đẩy máy bay đi quãng đường dài thì họ sẽ dùng một xe lai dắt đặc biệt. Chiếc xe này có tên gọi là Super Tuck, xe lai dắt tốc độ cao. Nó không dùng thanh đẩy mà dùng hai càng kẹp lấy bánh trước máy bay, nhấc lên và đẩy đi. Như vậy là mình đã trình bày về quá trình đẩy lùi máy bay trên sân bay. Việc này chắc nhiều bạn cũng biết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.